Đột quỵ, đột tử vì làm 6 việc này trước khi tắm. Tắm là hoạt động thường xuyên của con người và giúp cơ thể tỉnh táo hơn, sạch sẽ hơn. Trên thực tế thì việc tắm rửa tưởng chừng như bình thường lại liên quan mật thiết đến sức khỏe của con người. Chính vì thế, để bảo đảm sức khỏe, bạn cũng cần theo dõi một số vấn đề trước khi tắm. Nếu cố tình phạm phải những sai lầm này thì rất dễ dẫn tới đột quỵ, đột tử. Sai lầm thứ nhất đó chính là uống rượu bia trước khi tắm. Rượu bia ức chế chức năng gan và cản trở việc giải phóng glycogen. Trong khi tắm thì lượng đường tiêu thụ của cơ thể sẽ tăng lên. Tắm sau khi uống rượu bia thì lượng đường trong máu không được bổ sung kịp thời, nên bạn có thể bị hoa mắt, chóng mặt, suy nhược toàn thân và thậm chí là hôn mê do hạ đường huyết trong trường hợp nặng. Ngoài ra thì do cơ thể con người đổ mồ hôi khi tắm, nồng độ cồn trong máu tương đối cao, cộng với nước nóng thì sẽ thúc đẩy tuần hoàn máu, làm giãn mạch, tăng tốc độ mạch và khiến huyết áp giảm và độ nhớt của máu tăng lên. Vì vậy mà cơ thể khó thích nghi, dễ gây nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Sai lầm thứ hai là ăn no trước khi tắm. Bạn không nên tắm khi bụng đói và cũng không nên tắm sau khi vừa ăn no. Ngay sau khi ăn thì một lượng lượng máu tích tụ trong dạ dày, tắm lúc này sẽ làm giãn nở máu khắp cơ thể, tăng lượng máu lên da và cơ, ảnh hưởng đến tiêu hóa. Đặc biệt, bạn không nên tắm sau khi ăn no và uống cả rượu bia, nếu không thì sẽ dẫn đến tụt huyết áp, chóng mặt, suy nhược, thậm chí có thể mắc bệnh tim hoặc đột quỵ. Các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa khuyến cáo rằng việc tắm rửa tốt nhất nên được bố trí sau bữa ăn từ 1 đến 2 tiếng hoặc là trước bữa ăn. Sai lầm thứ ba là tắm ngay sau khi vừa thức dậy. Nếu sau khi thức dậy vào buổi sáng thì tắm có thể thúc đẩy sự hưng phấn của não bộ và đảm bảo một ngày sảng khoái. Nhưng nếu bạn tắm mà không ăn sáng thì dễ bị gây chóng mặt và sốc hạ đường huyết. Và nếu nhiệt độ quá cao thì các mạch máu sẽ giãn ra, không đủ máu cung cấp cho não, cũng rất dễ gây đột quỵ. Tốt nhất dậy sớm và tắm sau khi ăn sáng nửa tiếng. Sai lầm thứ tư đó là tắm nước quá nóng. Nhiều người thích tắm nước thật nóng để làm sạch cơ thể. Và trên thực tế thì điều này không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Khi bạn tắm nước quá nóng sẽ có nguy cơ làm bỏng da và chúng ta có thể thấy rõ được rằng làn da của mình đang ửng đỏ lên. Đó chính là phản ứng của da. Hệ thống phòng vệ của cơ thể chúng ta tiết ra một số loại dầu để bảo vệ da. Dùng nước quá nóng sẽ làm hỏng các chất bảo vệ này và dễ mắc các bệnh ngoài da. Vì vậy khi tắm bạn nên sử dụng nhiệt độ nước mà da cảm thấy dễ chịu, không quá nóng hoặc quá lạnh. Sai lầm thứ năm đó là tắm ngay sau khi xông hơi. Sau khi xông hơi tuyệt đối không được tắm lại, dù là nước ấm hay nước lạnh. Bởi lúc này các lỗ chân lông đang được nở ra sẽ hút nước. Vì vậy, việc tắm ngay sau khi vừa xông hơi làm cho các lỗ chân lông co lại giữ nước, ứ trệ, máu huyết giảm lưu thông, khiến cho đau nhức cơ thể và có thể bị nhiễm cảm, đặc biệt là phổi và tiêu hóa kém. Cần phải vệ sinh cơ thể trước, sau đó mới xông hơi nóng và lau lại bằng khăn khô sạch trước khi lên bàn massage thì mới đúng quy trình. Còn không, nếu bạn muốn tắm thì phải sau khi xông hơi 1 tiếng đồng hồ, chúng ta mới có thể tắm lại được. Sai lầm thứ 6 mà chúng ta thường hay mắc phải đó chính là tắm ngay sau khi chúng ta vận động quá sức. Khi hoạt động với cường độ cao thì nhiệt độ và nhịp tim của bạn tăng nhanh, đồng thời mạch máu giảm dần. Không những thế, lượng máu tuần hoàn đến các cơ vẫn tăng cao trong thời gian ngắn. Dù cho bạn đã kết thúc bài tập, cơ thể của bạn vẫn tiết nhiều mồ hôi, làm bạn chỉ muốn lao ngay vào tắm để thư giãn. Lúc này, việc đi tắm trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng của cơ thể, khiến bạn bị cảm lạnh hay choáng váng. Bởi vì lượng máu đang tập trung nhiều ở phần cơ, chưa kịp lưu thông đủ đến các cơ quan khác. Vì vậy, bạn phải ngồi thư giãn tại chỗ để nhịp tim ổn định, mồ hôi khô, ráo trước khi tắm rửa bằng nước ấm. Tắm là hoạt động cần thiết để vệ sinh cho cơ thể và bảo đảm sức khỏe. Tuy nhiên, việc này cần thực hiện đúng cách và tránh phạm phải những điều cấm kỵ vừa nêu trên. Chính vì vậy, bạn cần lưu ý phải tránh mắc phải 6 sai lầm mà chúng tôi vừa mới đề cập đến. Chúc quý vị và những người thân yêu thật nhiều sức khỏe. Nếu các bạn thấy thông tin bổ ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký subscribe.